Và khi mình đi vào đây là một cái khu nghĩa trang khác cũng có người Hoa luôn. Thấy khu mộ là rộng thênh thang hơn và có nó lớp lang đàng hoàng hơn, được sự chăm sóc nó kỹ càng hơn, rất là đẹp. Đang đốt ba cây nhang lớn xong quay quay lại bó nhang mình biết ai đem đi đâu. Thì nơi đây bà con người ta tới viếng mộ cũng rất là nhiều. Hồi nãy là mình đi qua bên khu bên kia là cái khu khác nha. Còn bên đây là cung cúng hay hoa, nhưng mà bên bên khác. Ôi nơi cái tục lệ ở người Hoa mình á, mình gắn cái này lên khu mộ của người thân là để làm cái gì anh ha? Em hỏi em cũng biết nữa, hỏi mẹ em. Dạ. À cô ơi, cô cho con hỏi là cái tục lệ mà của người Hoa của mình á, mình gắn giấy lên đây là để mục đích làm gì ha cô ha? Tại vì hồi xưa ba má cũng sao giờ cũng nhiều dân biết. Dạ. Vì là mình chỉ làm theo cái tục lệ ngày xưa thôi, chứ giờ ý nghĩ là không biết. Dạ. Dạ hỏi những người lớn tuổi này mới biết. Dạ. Còn nhỏ không biết. Mình là chắc ở quận tầm cũng quận 5 hay quận 11 gì hả cô ha? Dạ quận 6. Quận 6, dạ. Con cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, bye bye anh. Thì để mình đi hỏi thêm một số cái bà con ở đây, người Hoa ở đây mới biết được cái ý nghĩa đó. Thì mỗi năm mình cũng đi quay một lần, thực ra mỗi chỗ là giải thích khác nhau. Thì không biết là nơi đây như thế nào. Bà có thể cho con hỏi là cái tục lệ người Hoa của mình đó, mình để những tờ giấy trên ngôi mộ là ý nghĩa như thế nào được không bà? Cái này là phong tục của hồi trước á, mình cũng không hiểu à. Dạ, dạ. Phong tục của cái người xưa tới giờ cho mình chỉ làm sao thôi. Người Phúc Kiến là phải đi tảo mã, là phải cái văn giấy mã vậy. Nhưng mà mình không biết ý nghĩa của những không tờ giấy đó. Không biết thì sao. Dạ. Tại vì con đi ở bên kia thì cũng có một số người cô qua chú mới có là. Dạ, cô chú cũng giải thích là khác, kêu là giống sao? Như là có hai ý nghĩa, một là gửi giống như cái này là biểu trưng cho tiền á, mình gửi cho những người cai trị với cõi âm á, để người ta lo lót cho mình, do người thân của mình nó suôn sẻ hơn. Đó. Còn có chỗ thì gọi là giống như trang, có chỗ thì người ta kêu là chăm sóc ngôi mộ giống như là ngôi nhà vậy đó. Dạ, dạ. Cũng cái này hồi trước cả trăm năm lại rồi tới giờ mình đi theo cái phong tục làm thôi. Dạ, nên con muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái phong tục á. Dạ. Mỗi chỗ là mỗi cái giải thích khác nhau nên con cũng không rõ. Đúng nữa. Rồi, mỗi chỗ mỗi khác nhau. Dạ. Giống như lo lúc âm phủ là mình lúc cái giấy vàng mặt thôi. À dạ. Cái giấy vàng mặt mình đốt á xuống cho giống như có tiền sẵn. Dạ. Giống như nó Tết á, nó là dạ. Tết. Mình cúng cho nó có Tết, có tiền xài, có gì vậy. À, dạ, giống như là trên người dương của mình sao người âm vậy. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, chào. Dạ, không có gì. Dạ. Thì đây là cái quang cảnh của bà con người Hoa đi tảo mộ ngày Tết Thân Minh, rất là đông. Bên đây gọi là nghĩa trang Phúc Kiến. Đây thì mình thấy là mỗi ngôi mộ đều có thắp những cây nhang và gắn những cái tờ giấy như thế này. Thật ra tại sao mình làm clip thứ hai để quay luôn về cái về Tết Thanh Minh và những cái ý nghĩa về tờ giấy cho chính xác, tại vì chính bà con người Hoa và thậm chí những người lớn tuổi nhất cũng không biết luôn cả nhà, cũng không biết ý nghĩa những cái tờ giấy để trên ngôi mộ luôn. Mình đi rất là nhiều rồi, mỗi chỗ là giải thích khác nhau nên
không biết cái nào là đúng. Nên mình lần này mình làm clip mình quay chính xác để bà con người Hoa mà ví dụ ai mà biết cận kề nhất có thể giải thích để người khác được biết. À, con chào chú. À, chú ơi, có thể cho con hỏi là có một điều của con đi cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà con không biết là cái bà con người Hoa của mình khi mà đi tảo mộ là để mấy cái tờ giấy ở trên với thắp nhang với là giống như những ngôi mộ khác rồi là cái ý nghĩa như thế nào á chú ơi? Cái này cũng như là nó ai cũng vậy thôi, cái này dạ. Là cũng như là có cái giấy này là giấy ngũ sắc này là cũng như là tặng con cháu nên dần lên để cho cũng để lễ hội cho nó ấy, cũng như là có người thân tới cũng như cái mã nào chưa có người cúng thì chưa có à. Phải có cái này thôi yeah. Thất yếu là có cái này thôi trong gì đó yeah. Ông bà ta sao mình bắt chước vậy thôi chứ ý yeah. nghĩa sâu sắc lắm cũng không nên nổi không biết nổi yeah. Ừ. Rồi có người cúng chay, có người thì cúng mặn, đền này cúng chay thì cúng chay, mặn yeah. thì cúng mặn. Có thấy ở mình là cái giấy ngũ sắc này nè thì nó cũng có cái nó cũng có cái ý nghĩa của nó đó yeah. Có thấy cái giấy ngũ sắc của mình khác với giấy ngũ sắc ở những ngôi mộ khác đó. Ở người ta là cái kia cũng gọi là giấy ngũ sắc đúng không? Cũng ngũ sắc nhưng mà nó bự hơn đủ kiểu hết, đủ trò đủ, yeah. đủ thứ cũng ngũ sắc đó, cũng màu nó cũng ăn thua cái màu ngũ sắc yeah. ngũ sắc là tại vì con muốn biết chính xác, tại vì mỗi người giải thích một cái cách khác nhau á yeah. Thậm chí những cụ lớn tuổi nhưng mà những cụ kêu là tục lệ ông bà xưa để lại tới để giờ lại tới thì... giờ đó đúng yeah. đúng là tục lệ ông bà xưa yeah. để lại. Mà cái giấy thì nó có khác nhau thì khác, nhưng mà cái này đó cũng như mã nào giống nhau thôi. Ừ, cũng như mã nào chưa có người thân á là à. chưa có ấy yeah. đó. Mà cái này là ta đốt nhau là... ý nghĩa thì giống nhau nhưng mà cái kiểu này là cái kiểu xưa yeah. cái kiểu kia hiện đại hơn à. Hiện đại còn hơn. Có khi mã nào thân nhân chưa có đi cúng á thì là chưa có giấy đó, chưa có giấy đó dần ừ. dần cái mã là đã đi cúng thân minh trong cái sáng như vậy chị. Người thì người ta cũng không có làm gì. Yeah. Ở đây là nghĩa trang này gọi là nghĩa trang Phước Kiến dành Phước Kiến. Dạ. Còn nghĩa trang mà những cái để tôi nói cho anh nghe thêm những cái nghĩa trang trồng cây sứ này đó đã ăn dài đó, đó là cũng một cái nghĩa trang mà nghĩa trang của người Hẹ. Người Hẹ. Người Hẹ là người Hải Nam á. Dạ. Giáo là Hải Nam á, người Hải Nam của Trung cũng Trung Quốc mà của người Hoa của người Hẹ. Cho nên người Phước Kiến này người ta mã người ta không cho trồng cây sứ. Trồng giết nó lâu ngày nó ăn rễ nó ăn mòn nó hư mã hết. Hay quá. Ừ, còn bên kia người ta cho thì cho, chứ bên đây chỉ dứt khoát không cho, trồng cây chuyển cũng không cho nữa. Yeah. Thôi vậy đó. Cũng một gốc ba gia nhưng mà lại chia ra hai cái là. Không phải. Của dân mỗi dân một cái một rồi. Dân tộc một dân tộc. Dạ. Yeah. Dân tộc Hạ, dân cái này dân tộc Phước Kiến. Yeah. Còn kia dân tộc Hải Nam. Còn có cái bên chưa có qua cầu hang này, có cái nghĩa địa cũng vô vẹo trong đó là cái đó của Triều Châu. À dạ. Yeah. Của Triều Châu cũng yeah. cũng tất nhiên một trong mấy chục dân tộc yeah. cũng như Việt Nam mình năm mươi mấy dân tộc gì yeah. nó trong Phước Kiến người Hoa cũng một trong bao nhiêu cái dân tộc yeah, yeah. Ở đây là mình gồm giấy tiền là mình đốt mỗi lần đốt là nguyên bọc gì luôn à, chứ ở ngoài là có ghi tên yeah. đó cũng như quần áo này kia ghi tên này kia đó có đầy đủ dạ dạ ghi tên là trên dương thế là ví dụ anh em gửi cho còn mình ghi tên vô mình gửi cho ai mình ghi vô đó, người nhận có dạ. cũng như là mình email bây giờ gửi vậy giống như gửi bưu điện đây chính xác âm cũng như dương giống nhau thôi mà bây giờ mình nói mình ghi tâm quá tại vì cái này cổ dạ. cái này cổ truyền có theo tộc cha mẹ ông bà để lại mình dạ. theo thôi mình con cháu mình giữ theo à, thì nãy giờ mình cũng quay và tìm hiểu sơ qua một chút xíu về cái ý nghĩa những cái tờ giấy gọi là giấy ngũ sắc như thế này cả nha đây. À, những tờ giấy ngũ sắc như thế này thì mỗi nơi có một cái ý nghĩa và giải thích khác nhau thì được biết đó, thì nó rõ ràng nhất là cái tục lệ của bà con người Hoa từ xưa giờ à, hai nữa là những ngôi mộ nào mà có những cái giấy ngũ sắc này chạy lên là chứng tỏ ngôi mộ đã có người thăm, có người thân ra tới thăm tư viếng rồi. Và ba nữa là những ngũ sắc thế này mình thấy có người giải thích đó là kêu là một cái giống như tiền để lót đường cho người âm ấy, để người ta lên xuống được dễ dàng hơn à, thì đó là ý nghĩa đó, như thế thì tuy là mỗi cái là về một ý nghĩa khác nhau nhưng mà mình hỏi một số cụ lớn tuổi thì đa phần là cũng là người Hoa nhưng mà người ta gần như quên mất luôn cái ý nghĩa về cái xếp giấy ngũ sắc trên ngôi mộ này. Chỉ có biết là cái thời xưa người ta làm như thế nào thì mình làm như vậy thôi à, thì con cháu nối tiếp nhau thôi.
chứ ý nghĩa dần dần nó bị lãng quên đi rất là nhiều. À, giờ thì video của mình cũng xin kết thúc tại luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thank you.